thư viện của thành phố Costa Mesa, một trong những thư viện lớn. Đây là công viên Lion Park. Em đưa bác Phát đây, mày đeo cho em đi chơi đi. Rồi em lên chơi đi. Đây cái máy bay nè. Hôm nay mình đi hội chợ cá chiên. Thì hội chợ này ở công viên Lion Park. Rồi. Ở ngay thư viện của thành phố Costa Mesa. Đây là thư viện của thành phố Costa Mesa.